Cảm ơn công quay vô rồi không được. Ê, nha, một anh sang nhà chơi thấy cái bình làm rượu kia rất là đẹp luôn. Thì bây giờ anh định mua một cái bình này. Cái này về chân là quá đẹp luôn nè. Anh em coi cái này mình mua về chân được không đây? Được Được chứ? hai đứa. Rồi, chốt giá luôn ha. Đầu giá bao nhiêu? Đấy. Đầu giá bao nhiêu? Tùy chủ bán chứ. Cái này 100 triệu nha, nhưng em không bán á. Anh chịu không? Chịu. À. Trong tài khoản trong tài khoản trong túi của anh có 100 triệu không? Bây giờ giao đây luôn. Giá là bằng Ừ. bạn qua rồi đưa số tài khoản bạn qua giao Bên rồi đưa đưa số số tài tài khoản. khoản đi mình giao giao tiền luôn. À. Rồi, bây giờ số tài khoản anh đọc số tài khoản nha. Đưa số tài khoản đi rồi anh bạn qua giao. Và bây giờ anh sẽ chuyển qua tài khoản cho em nhá, là Rồi, ok. 5004 2052 18544 là tài khoản của em đó. Rồi, À, anh tên, tên, tên. tên là Siêu Khe, Rồi. ngân hàng Agribank nhá. Rồi. À, bây giờ mình sẽ quay trực tiếp. Hai anh em mình đã thỏa thuận xong 100 triệu với cái bình này rồi. Đây mọi người, à, đây là anh Nhân nhá, mua cái bình này được 100 triệu ạ. Bây giờ anh Nhân đã bắn qua tài khoản của mình rồi, xong rồi, và mình đã đồng ý bán cho anh ta một cái bình này. Rồi mọi người thấy hay và thích thì thấy kênh của mình thì ủng hộ và đăng ký kênh mình nhá. Đấy, anh đã mua một cái bình này theo cái mình đã thỏa thuận xong 100 triệu đó. À, mọi người thấy thế nào, bình này có ngon không? Đó là đồ cổ nha mọi người. À, mình đã bán được một cái bình này 100 triệu luôn đấy. Rồi, xin chào mọi người đi. À, chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhá.